kiếm 2 dây trên phía trên là sọc chuyển, sọc nhỏ ha, sọc ngang, và ở dưới là phần vải, vải rất là đẹp nha, vải như là vải vôn lụa mà dập dập á, cho nên mặt chống ngăn ha. Ở đây nó làm nhúng nhúng là mặt dấu bụng rất là tốt luôn. Phần trên là thun, thun co giãn cực tốt luôn nha. Họ phối hai đường ren ở đây, tuy là sọc ngang nhưng mà mặt không ngại bị mập, tại vì do là nó có chi cắt ha, nó chi cắt như vậy nè, và form thì cực to luôn, dành cho mấy bạn từ 80 kg đổ lại là chắc chắn mặt vừa, mình nghĩ 90 kg, 90-100 kg cũng có thể vừa nha, tùy chiều cao ha. Các bạn chú ý xem số đo thì nó sẽ chính xác hơn. Và cái này là các bạn big size có thể làm lòng màu được luôn nè, mặt vô tơ luôn nha, mặt nằm rất là đẹp. Màu này là màu trắng nha, hàng và là có hai màu, màu đen nữa. Màu đen của nó thì cũng y vậy, nó chỉ khác cái nền ở trên đây ha, thay vì là màu trắng thì nó sẽ là màu đen.